Chào quý cô bác và anh chị em, thì hôm nay mình rất là vinh dự đi đến nhà của anh Thọ đàn hát, là một người đi bán vé số hàng ngày cũng xin. Thì anh Thọ không thấy đường từ nhỏ, còn mình xin giới thiệu đây là anh Tài. Hồi sáng mình đi chở anh Tài để tới nhà anh Thọ để kết hợp hai người đàn hát và thổi sáo cho mọi người cùng nghe. Thì bây giờ anh Tài sẽ thổi sáo bằng lỗ mũi, kết hợp với anh Thọ sẽ guitar, sẽ kết hợp với nhau. Mời quý cô bác cùng nghe nha. Bây giờ cái bài đầu tiên là bài gì anh Tài? Lý Chiều Chiều. Lý Chiều Chiều. Rồi bài số 2. Lòng Mẹ. Lòng Mẹ. Hai bài liên kết luôn ha. Rồi mời quý cô bác cùng xem nha. Hey, hey.